Sự thật về viên tinh nghệ của Thuận Thiên được làm từ sắn dây liệu, sự thật có phải vậy không? Đây là viên tinh nghệ của nhà Thuận Thiên và cũng là cái viên tinh nghệ bán nhiều nhất tấp tấp. Hộp này tôi mua giá là 260 cành, trọng lượng là 330g. Trong đây tôi thấy ghi thành phần chỉ có đúng 3 loại nhất thôi: sữa ông chúa, tinh bột nghệ và mật ong. Mỗi viên đều không có đều nhau nha, và có viên bị bể nữa. Một lần mình sẽ ăn từ 5 đến 7 viên. Nói chung á, ở đằng sau nó sẽ để công dụng và cách dùng cho mình hết trơn luôn mọi người ơi, và rất là nhiều công dụng luôn á. Ăn vào đầu tiên sẽ nghe mùi mật ong khá là rõ nha mọi người, nó sẽ có vị ngọt đậm của mật ong luôn. Cái nó rất là mềm mọi người, mình chỉ cần cắn một cái thôi nha là bột nó sẽ tứa ra luôn, kiểu không có cần dùng lực phải cắn ra nè. Mấy bà coi tôi bóp một cái nè mọi người, nó bột nó nhuyễn ra dày luôn nè mấy bà. Và đây là tôi được người lớn chỉ cho test tinh bột nghệ nè mọi người. Mình sẽ lấy cái phần bột đó bỏ vô nước lọc nha, bắt đầu mình quậy đều lên, sau đó cho một miếng bột giặt vô. Nếu như đúng là tinh nghệ thì cái này nó sẽ chuyển sang màu đỏ nha mọi người, còn nếu như mà không đúng tinh bột nghệ là nó sẽ không chuyển màu. Sau đó mình sẽ cho một bát chanh vào nữa nha mọi người ơi, và nó sẽ chuyển lại cái màu của tinh bột nghệ luôn nè. Mà ta nói công dụng của viên tinh bột nghệ đỉnh cao nhất là về cái việc đau bao tử mọi người, còn hỗ trợ được những ai mà bị trào ngược dạ dày. Việt Quốc sấy giòn bỏ vô nước có thành lại nguyên trái Việt Quốc. Quá tiếp tục phải món Việt Quốc sấy giòn. Tôi tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Nói cái này nó cũng tiền hơn một bịch 100.000 luôn. Tôi ở hoài. Bruh. Ông biết là ông tổ trong ngành sấy này này. Chua. À, nó như là ăn kẹo vậy. Nhà bên trong nè. Cũng như vậy mình sẽ mang test đi bỏ nước vô nha. Khi nó giòn thì mình ăn nó như kẹo vậy đó mọi người, nhưng mà khi bỏ vô nước thì không biết nó có ra lại nguyên trái Việt Quốc hay không. Và khi xấy cái trái Việt Quốc người ta sẽ quát cái một cái lỗ nhỏ, thì bây giờ nước nó sẽ thấm vô trong cái lỗ đó luôn. Và khi ngâm nước lại một cái là nó thành nguyên một cái trái Việt Quốc y như vậy luôn nè mấy bà. Lúc mà ăn xấy mình không cảm nhận được cái vỏ và là cái ruột đâu nha, nhưng mà khi mà mình bỏ vô nước là mình cảm nhận được luôn nguyên cái trái Việt Quốc. Nhưng mà theo tôi cảm nhận là lúc xấy trái Việt Quốc không biết là người ta có bỏ thêm đường không, nhưng mà xấy lên nó sẽ hơi ngọt một xíu. Mà lúc ngâm nước ra rồi thì lại thấy cái độ chua nó rất là rõ ràng, nó chua y chang trái Việt Quốc bình thường luôn mọi người. Nếu bạn muốn ăn vịt cây tứ xuyên nhưng lại sợ các hàng đóng gói bán sẵn trôi nổi trên thị trường thì đây chính là một quán dành cho bạn. Quán vịt Lắc Ma La có đầy đủ tất cả các món kết hợp với vị cây nằm tứ xuyên, từ chân gà, chân vịt, mề gà cho đến cánh vịt, lưỡi, cổ. Ta nói cầm cái chân vịt lên thôi mà mùi thơm của ớt và hoa tiêu đã thoang thoảng rồi. Cắn một cái là cảm giác được độ dai giòn sần sật, vừa tê tê cay cay. Phải nói cái món chân vịt tứ xuyên ở đây là một level khác hẳn so với chân vịt nội địa. Siêu hot được quá trời review một thời luôn á. Được đóng gói sạch sẽ trong túi hút chân không, và quán đảm bảo 100% không sử dụng chất bảo quản. Có giấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn nha. Mà giá cho 8 cái là chỉ có 89 cành thôi à. Ủa tính ra chỉ là rẻ hơn rất nhiều so với hàng nội địa luôn á mọi người. Cái phần mà tôi đang ăn là lá sách bò, đang có chương trình khuyến mãi là mua một phần lá sách bò được tặng một phần tay heo có giá là 69 cành, được ship toàn quốc, còn có thể bảo quản trong ngăn đông. Chỉ tốn sương sương 3 phút để bỏ vào lò vi sóng là đã ăn được rồi nè. Nhìn các bạn tôi ăn là biết quán có tỷ tỷ thứ rồi á. Mà tại cái nết tôi thích ăn mọi thứ một chút nên tôi mua hết luôn. Ngoài cái chân vịt ra thì chân gà ở đây cũng siêu đỉnh luôn á nha. À còn có đầu và cổ vịt nữa nha. Ông mập nhà tôi thích ăn các thể loại về đầu lắm luôn, mà giá chỉ có từ 30 đến 90 cành thôi à. Mà còn được đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lưỡi vịt ở đây là ngon đỉnh cao luôn. Mà tôi thấy quán làm chỉnh chu với khéo lắm luôn á mọi người. Địa chỉ của quán là 161 Cao Thắng, quận 10 nha. Bỏ 700.000 đi ăn vịt quay Bắc Kinh tại nhà hàng Bao Đêm Sâm liệu có đáng? Một con vịt quay Bắc Kinh ở đây được chia làm 3 món cố định. Phần da vịt được cuốn bánh tráng cùng với dưa leo. Một con vịt thì cuốn được tầm 20 cuốn. Một điểm trừ nhỏ là phần da vịt không có được giòn, nhưng bù lại nước sốt này cực kỳ đỉnh luôn. Nước sốt đậm đà chấm cùng với cuốn da vịt thì béo béo. Như vậy là tôi thấy khá ok cho một con vịt 700 cành rồi á. Phần thịt vịt sẽ được đem xào chung với mì. Dĩa mì xào cực kỳ to và rất nhiều thịt vịt luôn. Tôi ưng nhất ở quán là phần mì xào có rất nhiều rau như cà rốt, hành lá, ớt chuông. Phần mì xào thì ráo dầu, gia vị được nêm nếm thì vừa ăn. Bà chị tôi là bà thích nhất cái món này ở Bao luôn á. Nhưng với tôi cái món cuối cùng của cái phần vịt này mới đỉnh cao. Nè, đó là xương vịt rang tỏi ớt. Phần xương vịt được chiên giòn rậm, sau đó được xóc với ớt và tỏi rang. Đối với tôi là món này ngon nhất trong 3 món. Cá nhân tôi thấy nếu bạn muốn tìm một nơi bán vịt Bắc Kinh rẻ và chất lượng thì Bao Đêm Sâm sẽ là một lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn á nha. Một xe bán bánh tráng siêu rẻ và có cái số sa tế độc quyền được cam kết là không bị đau họng. Và u là trời, tôi đã tìm được cái muối sặc siêu cay thần thánh mà ngày xưa giờ tôi đang tìm kiếm. Điểm đặc biệt ở đây chính là cái số sa tế và cái muối nha mọi người. Cái muối ở đây nó không hề mặn đâu nha, nhưng mà nó rất là cay. Tôi cảm giác như là ăn cái muối này chỉ cần cái bánh tráng là đủ ngon rồi. Các loại bánh tráng bên đây cũng rất là đơn giản luôn nha, chỉ có bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, bánh tráng chấm thôi. Nhưng mà những nguyên liệu chính vẫn gồm những món như sa tế nè, muối, hành phi, khô gà, rau răm và xoài thôi. Sau đó là điểm xiên thêm trứng cút. Đối với tôi, một chỗ bán bánh tráng ngon chỉ cần đúng hai yếu tố thôi, sa tế và muối. Dù là không bỏ nhiều đồ ăn nhưng mà tôi đảm bảo là bánh tráng này rất ngon. Số sa tế thì cay và cực kỳ thơm. Hành vi được chị chủ ở đây tự làm luôn. Ê, nhưng mà thiệt sự mà phải công nhận luôn nha, đúng là chỉ cần cái sa tế ngon với cái muối ngon thôi là cái bệ bánh tráng đã đủ ngon rồi. Còn cái sốt chấm này là được pha từ cái muối thần thánh mà tôi mê ra, rồi trộn thêm trứng cút vào, trộn đều lên rồi để miếng bánh tráng phơi xương chấm vào. Trời ơi, ta nói nó đỉnh cao, cái muối chấm nó cay nhưng mà nó không hề bị mặn nha. Ngoài ra đây còn có bán bánh tráng lẻ cho các bạn về nhà tự trộn, chỉ có giá 15 cành một bịch. Còn tất cả các loại bánh tráng nãy giờ mà tôi review chỉ có 20 cành thôi à. Ở đây thì mở cửa từ 3:30 cho đến 9 giờ tối. Xe bánh tráng Su Su nằm ở số 24 đường số 14, phường An Lạc A, quận Bình Tân, ngay ngã tư đường số 17B và đường số 14.
một nơi vừa cắm trại vừa săn mây ở Đà Lạt, được cả người mẫu Ngọc Trinh review. Chắc chắn bạn không thể bỏ qua. Ở đây là The Camp View Đà Lạt, không những chị Ngọc Trinh đâu nha mọi người, mà rất là nhiều người nổi tiếng đến đây luôn á. Vì là nơi cắm trại nên là nó cách thành phố Đà Lạt tầm đâu đó mười mấy cây à. Nhưng mà ở đây là một không gian cực kỳ riêng biệt luôn nha. Cái này là cái chỗ để mình ngồi ăn sáng nè mọi người ơi. Và tôi đảm bảo với mọi người nha, từ sáng tới chiều là không gian nào nó cũng đẹp luôn nha. Đây là lúc 7 giờ sáng mà mây nó như vậy nè, mình chỉ cần mở mắt dậy thôi là có thể săn mây được rồi. Phòng ở đây á thì một phòng hai người sẽ có giá là 2.6 triệu, sẽ bao luôn tiền ăn sáng và tiền ăn tối cho mọi người nha. Anh đừng nghĩ là ngủ lều là phải ngủ nằm dưới nệm nha, không có nha mọi người ơi. Cái này là người ta kê hẳn cái giường trong cái lều, và cái lều nó siêu to, phải dùng từ là không khác gì một cái khách sạn trong cái lều luôn mọi người ơi. Có cả cái quạt quạt mũi nè, ấm đun nước nè, gương soi nè, và cả cái quạt cho mùa nào Đà Lạt nóng, và cả cái lò sưởi cho buổi tối nếu như trời lạnh nha. Đặc biệt là có cái bồn tắm ngoài trời nè, trời ơi mọi người nghĩ đi, chụp hình góc nào cũng đẹp từ bình minh đến lại hoàng hôn nha. Phòng tắm sẽ riêng biệt cho mỗi lều luôn nha. Và phòng tắm này trời ơi mọi người ơi, nhìn mà đi vệ sinh mà nhìn ra vậy là đã rồi nha, mình không thích thì mình che lại có hết. Ngoài giường cho hai người ra thì các bạn đi team cũng yên tâm nha, sẽ có lều cho hai giường là 4 người luôn á. Rồi buổi sáng ở đây thì các bạn sẽ được ăn nè mì bò nè các loại luôn nha, người ta sẽ hỏi các bạn trước để coi coi là mình ăn gì buổi sáng, còn uống cà phê nữa nha. Cái này thì không tốn chi phí gì hết luôn, nhưng mà cái này mới hơn nè mọi người ơi, buổi thịt nướng buổi tối nha, ở đây làm đồ ăn siêu ngon luôn nha mấy bà ơi. Trời ơi nghĩ đi, giữa cái không gian đẹp đẽ vậy mà mình ăn được một bữa tiệc nướng thì ta nói còn gì bằng nữa trời ơi. Mà ở đây nướng rất là đậm đà nha mấy bà ơi, chứ không phải dạng sơ sài mà để miếng thịt lên đâu nha mọi người, miếng nào miếng đó chất lượng. Bình thường thấy những cái chỗ cắm trại người ta sẽ làm thịt nướng rất là đơn thuần nha, còn ở đây làm siêu chỉnh chu nha, rất là nhiều loại sốt chấm nước chấm cho mình luôn, ngon ngang ngửa các tiệm thịt nướng ở ngoài mà mình ăn luôn á. Rau kim chi sốt chấm các kiểu tôi nói nó quá trời quá đất luôn nha mọi người ơi, từ thịt heo đến thịt bò nha, mà ướp rất là chỉnh chu. Ăn xong rồi nhờ mấy anh nhân viên ra chăm lửa trại cho mình ngồi nha mọi người ơi. Tụi tao nói chỗ này mà đi một nhóm đông mà tao nói nó vui thì thôi nhé luôn. Ở đây là The Camp View Đà Lạt nha mọi người, nó như cái khu nghỉ dưỡng đó ở trên đường Đa Quý Xuân Thọ Đà Lạt, nói chung là cách thành phố Đà Lạt đâu đó tầm 10 cây à. Đi ra mỗi người đó tầm 1.3 triệu, nhưng mà bao ăn từ sáng tới tối luôn. Ly giữ nhiệt của hai lên hot rần rần trên tấp tấp, liệu có xịn và đẹp như lời đồn? Mọi người tin không, cái này tôi không mua được ở Sài Gòn mọi người. Ra tới Phú Yên mà nó cháy toàn hàng ở Phú Yên luôn, còn có một cửa hàng có thôi mà còn có 1-2 bình à. Ngoài ra tôi thấy còn có dạng ly và dạng bình nữa nha, màu trắng với màu đỏ nữa nè. Nhưng mà cái ly màu hồng này là cực kỳ khó kiếm luôn nha mấy bà. Đây ly giữ nhiệt này thì có giá là 349 cành, dung tích của ly này tôi đoán là tầm 450ml nha mọi người, nó cũng khá là to. Mà ly này đúng nghĩa là màu hồng pastel luôn nha. Phần nắp nó sẽ có một cái nút để cho mình đậy lại nữa nè. Đi kèm là một cái ống hút màu hồng pastel cũng rất là đẹp nha mọi người, nhưng mà ở cái bộ ly này tôi nghĩ là thiếu cái đồ rửa ống hút á. Và theo cá nhân của tôi á, cái ly này giữ đá cũng ok lắm nha mọi người, tôi xài nguyên một buổi trời luôn, đá vẫn còn y nguyên à. Nhưng quan trọng mọi người nhìn đi, cầm ra đường ai cũng nhìn hết trơn á, tại vì nó rất là đẹp. Có người còn hỏi tôi là mua cái ly này ở đâu nữa, sao người ta kiếm không ra luôn á. Và tôi nghĩ á, do cái chữ hai lần nó được in trắng lên vậy mọi người, nhìn nó khá là lạ so với lại hai lần bình thường, với cũng không quá đậm nữa nên làm cái ly nó nổi trội lên rất là đẹp luôn. Đây là chai Quế Cấp 247 bình thường mình hay uống, và đây là chai Quế Cấp 247 độc lạ Bình Dương. Cái chai nhỏ 330ml này mình hay uống, tôi mua giá là 10 cành, còn cái chai lớn này là 1 lít rưỡi nha, giá là 28 cành. Giờ cùng tôi review xem cái loại lạ này nó khác gì với cái loại bình thường mình hay uống nha. Cũng là một chai Quế Cấp 247 nhưng mà nó lạ lắm, nên gấp 3 lần cái chai bình thường lận á. Cái loại chai nhỏ tôi cảm giác tôi uống như tôi thấy cái độ ngọt của nó nhiều hơn cái chai lớn như mấy bà ơi. Đổ ra tôi thấy cái độ ga thì chai nhỏ nó cũng nhiều ga hơn chai lớn nữa. Uống vô tôi thấy là cái độ đậm của chai nhỏ nó cũng hơn chai lớn nữa ta. Tính ra cái chai lớn nó là kiểu là nó nhạt hơn cái chai nhỏ luôn mọi người ơi. Còn chai nhỏ thì kiểu chắc là nó nhỏ nên nó đậm đà hơn hay sao. Mà cái chai lớn này là rất rất ít chỗ bán luôn, rất hiếm luôn nha. Tôi kiếm rất là lâu với lại rất là xa luôn mới có cái chỗ bán á. Tính ra là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không ai bán luôn. Khi xăng lên giá thì đến Hai Di Lao các bạn nhất định phải làm điều này nha. Hòa sư xào sơn mì. Đó chính là đọc cái câu tôi là tiễn tôi nữ bằng tiếng Trung này nè. Trời ơi, mỗi lần mà đi ăn Hai Di Lao này là tôi ngại với mấy chị nhân viên luôn á. Tặng cánh xong rồi còn đeo giùm tôi nữa. Chẳng những được cho cánh còn được cho cây đũa thần kỳ và cái cài nữa nha. Ăn xong là em bay thẳng về luôn, không cần chạy xe về để đỡ tốn tiền xăng nữa nè. Khúc này là em tính làm phép thuật biến con mạng em thành chai sáu muối rồi. Nhưng không nha, hãy nhìn đây. Ủa gì vậy? Rồi không hiểu sao cho em cái túi này sao em mang về nữa trời.